Bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc, một thương hiệu thẩm mỹ nhượng quyền chính thức từ xứ sở kim chi, đã có mặt tại Việt Nam. Được xây dựng khang trang, cơ sở vật chất hiện đại, đạt tiêu chuẩn ISO 9001-2015. Bệnh viện hoạt động theo mô hình chuyên sâu toàn diện về phẫu thuật thẩm mỹ, nha khoa kỹ thuật cao, chăm sóc và điều trị da cao cấp. Với đội ngũ bác sĩ Việt Hàn giỏi chuyên môn, mọi nhu cầu làm đẹp của khách hàng đều được đáp ứng một cách trọn vẹn. JW, nhan sắc mới, khởi đầu mới. Xin chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Nhan sắc mới, khởi đầu mới. Chương trình được phát sóng định kỳ vào lúc 13:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV9. Chương trình được thực hiện bởi sự tài trợ của Bệnh viện Thẩm mỹ JW Hàn Quốc. Quý vị và các bạn thân mến, từ khi chúng tôi lên ý tưởng đến khi mà thực hiện hóa được cái chương trình thì chương trình của mình đã gặp phải rất là nhiều rào cản cũng như là những cái ý kiến trái chiều. Nhưng mà cái rào cản lớn nhất cũng như là ý kiến nhiều nhất đến từ tên của chương trình Nhan sắc mới, khởi đầu mới. Chẳng lẽ phải có một nhan sắc mới thì chúng ta mới có một cái khởi đầu mới, một cuộc đời mới tươi đẹp? Phải chăng là cái quan niệm tốt gỗ hơn tốt nước sơn nay nó đã sai rồi, không còn đúng nữa? Nhưng ở đây chúng tôi không khẳng định cũng không phủ định điều gì cả, bởi vì cuộc sống là đa chiều và mỗi người đều có những cái suy nghĩ khác nhau. Ở mỗi chương trình chúng tôi cố gắng truyền tải những gì chân thật nhất và đa chiều nhất về nhân vật, vì sao họ tìm đến chương trình, vì sao họ tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ để cải thiện nhan sắc, cải thiện về ngoại hình để có được một cuộc sống tươi đẹp hơn. Và ngày hôm nay nhân vật cũng không ngoại lệ như thế. Trước tiên chúng tôi xin mời tất cả quý vị gặp gỡ với tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung, một vị bác sĩ vô cùng quen thuộc của chương trình. Xin chào bác sĩ. Chào Linh Ngọc ạ. Chào tất cả quý vị khán giả. Và khách mời đặc biệt ngày hôm nay đó là ca sĩ Phan Ngọc Luân. Xin kính chào quý khán giả, chào chị Thanh Ngọc dễ thương, xin chào bác sĩ Tú Dung và chào tất cả mọi người. Thanh Ngọc là một MC, ca sĩ Phan Ngọc Luân cũng vậy, mà nói chung là nghệ sĩ nói chung đi nghệ ha. Nghệ sĩ nói chung. Thì khi mà xuất hiện trong một chương trình thì lúc nào cũng phải chỉnh chu về ngoại hình, về hình thức của mình để cho phù hợp với cái tiêu chí cũng như là hoàn cảnh của chương trình đó. Đó là một sự đầu tư vô cùng nghiêm túc đối với nghề. Em có nghĩ như vậy hay không? Cái điều mà chị Thanh Ngọc nói rồi là hoàn toàn chính xác. Tại vì khi một nghệ sĩ mà muốn xuất hiện trước đám đông, xuất hiện trước công chúng thì đều phải tìm hiểu xem là cái chương trình đó là như thế nào và xuất hiện cho thật là hợp với hoàn cảnh cũng như là hợp với tất cả những gì mọi người mong đợi. Thì em cũng như vậy chị. Cho nên là cái sự đẹp và cái sự chỉnh chu luôn là yếu tố hàng đầu của Phan Ngọc Luân khi Phan Luân xuất hiện trước mọi người. Riêng với bác sĩ thì nếu mà đứng ở một góc độ của cái người khán giả thưởng thức nghệ thuật á, thì bác sĩ chú ý vào điều gì nhất ở một người ca sĩ chẳng hạn? Thật ra Thanh Ngọc hỏi câu hỏi rất là khó. Ví dụ chúng ta đi xem một chương trình đó thì chúng ta quan tâm là đầu tiên là ca sĩ hát phải là nội dung hay. Nội dung hay. Mà có một ngoại hình rất đẹp thì chắc chắn là rất nhiều người muốn nghe. Trên ngoại hình và cái chất lượng giọng hát luôn luôn là nó bổ sung cho nhau. Nghe câu trả lời của bác sĩ như vậy thì Thanh Ngọc tự hỏi là như vậy thì cơ hội nào cho những người nghệ sĩ có giọng hát rất là hay nhưng mà lại bị hạn chế về mặt ngoại hình? Thực ra nếu mà nói mà cơ hội thì luôn luôn chúng ta cố gắng sẽ có cơ hội. Mình là một bác sĩ về chuyên về phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, vì nó ngoại hình đi, thực ra nếu ai cũng có muốn có ngoại hình đẹp hết, nhưng mà chúng ta làm thế nào cho nó hài hòa và an toàn. Trước đây thì ta thấy một số trường hợp chúng ta không thể làm được, rất khó, và người ta từ bỏ đó, người ta chấp nhận một cuộc sống là đại khái là mình thiệt thòi đi. Nhưng mà hiện tại thì cái công nghệ về y khoa càng ngày càng tiên tiến. Nếu chúng ta cố gắng, chúng ta tìm tòi và thì chúng ta chắc chắn là chúng ta có thể gặp được những một cái nền y học tiên tiến, gặp bệnh viện tốt, gặp bác sĩ giỏi thì chúng ta sẽ thay đổi được ngoại hình. Khi thay đổi ngoại hình được, chúng ta sẽ tự tin, có nhiều cơ hội hơn. Dạ đúng. Bàn một chút về vấn đề này là bởi vì nhân vật ngày hôm nay có dính dáng một chút xíu đến nghệ thuật của chúng mình. Đúng rồi, đến dính dáng đến nghệ thuật. Mặc dù là bạn có một giọng hát rất là hay, rất là truyền cảm, nhưng mà bạn ấy có một cái ngoại hình hơi bị khiếm khuyết. Vì vậy mà đã ngăn lối để bạn ấy tìm đến cũng như là chinh phục được cái ước mơ của mình, đó là bạn Hoàng Anh đến từ Thái Nguyên. Bây giờ để hiểu rõ hơn về nhân vật bạn Hoàng Anh ngày hôm nay thì xin mời tất cả quý vị khán giả, bác sĩ cũng như là Phan Ngọc Luân, chúng ta sẽ xem qua một vài hình ảnh của bạn ấy. Em trao ta trong tay nhau, mình lại như chưa từng xa cách. Tôi tên là Đỗ Hoàng Anh, năm nay tôi 22 tuổi, hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Với cái niềm đam mê và khát khao với âm nhạc
từ lúc bé và mong muốn lớn lên sẽ trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp. Hết cấp 3 thì tôi thi vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, bắt đầu thực hiện cái niềm đam mê và khát khao đó. Tôi luôn có một cái suy nghĩ rằng là với một người ca sĩ không những phải hát hay mà cũng cần phải có một cái ngoại hình thật sự là ưa nhìn. Ca sĩ có ngoại hình thì rất là dễ dàng để có thể phát triển và thu hút được cái sự yêu mến của giới trẻ. Chính vì cái khuyết điểm là hàm móm nên là mình đã gặp khá nhiều những cái vấn đề trong nghề nghiệp. Bởi vì là hàm móm thì khi mà khẩu hình của mình trông rất là xấu và cái khuôn mặt cũng sẽ không được hài hòa. Vậy nên là mình quyết định là thẩm mỹ và mà mong muốn là phẫu thuật với cái khuyết điểm trên khuôn mặt mình để làm sao sau khi phẫu thuật xong khuôn mặt mình sẽ hài hòa hơn, cũng như là cũng bỏ đi được cái nhược điểm mà về phát âm khi luyện thanh và bỏ đi được cái khuyết điểm mà về cái khuôn hàm không đẹp lắm. Tôi là cô của Hoàng Anh và tôi cũng hiểu là lý do vì sao Hoàng Anh muốn thay đổi diện mạo. Bởi vì ai cũng muốn làm đẹp, ngoài việc là tôi luôn động viên cháu vẻ đẹp tâm hồn là quan trọng nhất. Nhưng bên cạnh cái vẻ đẹp tâm hồn á, thì về hình thức cũng rất là quan trọng. Nhất là người của công chúng thì bao giờ cũng vậy. Trước công chúng thì nếu mà đẹp thì ai chẳng thích, phải không? Tôi tin chắc rằng sau cái cuộc phẫu thuật này với diện mạo mới, đẹp hơn thì Hoàng Anh sẽ tự tin hơn, đặc biệt là trong công việc của mình. Song song công việc vừa làm những cái ngành nghề như bán hàng hay đi giao hàng, thời gian rảnh rỗi thì mình cũng đi tìm hiểu và kết nối với những quán cà phê, với những cái tụ điểm ca nhạc ở trong này để có thể phát triển được cái nghề nghiệp của mình. Và mong rằng thời gian khó khăn của mình cũng là những cái kinh nghiệm và những cái bài học và là những cái sự trải nghiệm trong đời giúp mình phải trưởng thành hơn, vững vàng hơn để mình bước tiếp trên con đường nghệ thuật của mình. Sau khi xem những hình ảnh vừa rồi thì không biết là Phan Ngọc Luân có cảm nhận như thế nào về bạn Hoàng Anh? Em thấy là bạn này là không có xấu, nhưng do chỉ có một điều á là bạn Hoàng Anh chọn cái nghề nghiệp đó là nghệ thuật thì cái nghề nghiệp này lại quá tiên quyết, ngoại hình lại quá là quan trọng. Tiêu chí hiện nay nghĩa là thị hiếu nữa, gọi là thị hiếu hiện nay của khán giả là không phải chỉ có hát hay không đâu mà phải đẹp nữa, đúng không ạ? Và bác sĩ thấy sao khi mà đến gặp gỡ với bác sĩ thì tâm lý của bạn Hoàng Anh như thế nào và bạn có mong muốn nào cần bác sĩ giải quyết? Cái tâm lý của Hoàng Anh là bạn rất là tự ti về cái gương mặt mình. Tức là bạn thấy cái hàm dưới mình dài quá, hai cánh không khớp nhau. Bạn nói là em đi làm nghề ca sĩ thì khi em hát lên thì nhìn vô cái mặt mình nó móm, nó kỳ lắm. Và ai cũng nói à nhìn mặt em cũng được, nhưng thật sự khi mà bạn nói, lên sân khấu hoặc bạn giao tiếp thì bạn luôn tự ti. Và chúng ta thấy là khi chúng ta làm việc rồi chúng ta không tự tin thì chắc chắn là chúng ta rất là khó thành công. Đây là một cái rào cản tâm lý rất nặng cho bạn Hoàng Anh. Chính vì thế bạn phải thay đổi. Và khi bạn thay đổi thì bạn nghĩ là mình sẽ thay đổi tiếp thì con đường sẽ sáng hơn. Cái vấn đề tâm lý nó mới khó giải quyết nè. Chứ không phải là ngoại hình thì là dễ rồi, vô bàn tay của bác sĩ là xong hết rồi. Nhưng mà phải gọi là phải giải tỏa tâm lý cho bạn ấy, phải để cho bạn ấy tự tin hơn với lại cái ngoại hình của mình. Và với cái trường hợp của bạn Hoàng Anh á, thì bác sĩ đã lên cái phương án điều trị như thế nào ạ? Khi mà khám cho Hoàng Anh thì tôi thấy là cái hàm dưới Hoàng Anh hơi bị dài hơn trên. Nguyên tắc chúng ta thấy rằng khi cái hàm chúng ta ngậm cái miệng lại, cái răng trên ôm dưới này, thì bạn Hoàng Anh đang ở tư thế như thế này. Người ta gọi là khớp cắn ngược, hay dân gian người ta gọi là mặt móm. Mà do cấu trúc xương thì trường hợp chúng ta niềng răng chắc chắn không được. Giả sử cái tuổi niềng răng mà phù hợp thì bạn này cũng không phù hợp, không hợp, trên 20 tuổi rồi. Cái trường hợp này thì chỉ định là phẫu thuật BSO, là một phẫu thuật lớn cắt toàn bộ hàm dưới, kéo lùi về sau. Tùy mức độ cái xương hàm mình dày nhiều ít mà chúng bác sĩ đo đạc lúc mà người ta khám để phân tích là này cắt 3 ly, 4 ly hay 5 ly, 6 ly hay 1 cm. Hai khớp cắn trước thì nó thế này, sau như thế này. Nghe có vẻ rất là cũng khá là phức tạp. Rồi sau khi mà hoàn thành xong ca phẫu thuật thì cái hậu phẫu của nó có nặng nề gì hay không, hay là khoảng bao lâu nó mới nặng lại và ăn uống được bình thường là nó sẽ... Thì đa phần thì chúng ta mổ thì chúng ta làm việc khoảng 1 ngày đến 2 ngày. Một ngày đến hai ngày thôi. Thậm chí là một ngày sau sẽ ra rồi. Nhưng vấn đề là cái vết thương mình cắt cái xương, nguyên tắc xương nó lành á thì khoảng 4 tuần đến 6 tuần. Người càng trẻ thì xương lành càng nhanh. Thì cái cầu vóc, cái phần mềm thì 1 tuần nó lành rồi. Thì sau khi
cắt xong thì trong một tháng đầu tiên thì mình phải ăn cháo, ăn thêm lỏng. Dạ. 4 đến 6 tuần thì xương mình lành hoàn toàn. Tại đâu có nhai được đâu. Ừ, đúng rồi. Dạ. Thì bạn này cũng 4 tuần đến 5 tuần là lành hoàn toàn về xương. Dạ. À. Nhiều khi cải thiện được cái hàm rồi còn cải thiện được về cân nặng nữa. Đúng rồi. Tại vì có nhiều người người ta cần phải giống như là ăn kiêng hay là gì đó để mình ốm lại. Còn này là một công đôi chuyện luôn. Một công đôi việc luôn, đúng rồi. Hồi nãy nghe bác sĩ nói là cái đó là cái khớp cắn ngược đó bác sĩ. Đúng. Thì không nói đến cái vấn đề thẩm mỹ đi, nói đến cái vấn đề sức khỏe thôi. Thì cái trường hợp này nếu mà để về lâu về dài thì nó có ảnh hưởng gì đến sức khỏe hay không? Thì thằng Ngọc hỏi cho này rất chính xác, người ta khớp cắn ngược chúng ta chia từng mức độ. Nếu mức độ một số trường hợp rất nặng thế này xa nhau khoảng 1,5 hay 2 cm thì ta ăn không được thì sao? Chúng ta nhai tuần cái răng số 7, số 8 sẽ nhai được. Cái hàm như thế này không nhai được. Tại không nhai được thì chúng ta sẽ một thời gian tiêu hóa, ăn không tốt với sức khỏe. Chưa đó là hai cái quai hàm rất là mỏi. Như vậy trường hợp này phải điều trị phẫu thuật. Yeah. Đó mình chưa nói về thẩm mỹ. Yeah. Như vậy trường hợp khớp cắn ngược mức độ tương đối khá thì chúng ta phải điều trị. Từ nhỏ thì phải khám để chỉnh nha. Và lớn lên thì chúng ta bắt buộc ưu tiên phẫu thuật. Như vậy nghe có vẻ sợ gì? Như vậy thì nếu mà không về vấn đề sắc đẹp thì chút sau gì cũng phải chỉnh thôi. Để không ảnh hưởng sức khỏe về sau. Quý vị thân mến, chúng tôi thật sự hiểu và trân trọng khát khao ước mơ của bạn Hoàng Anh muốn có một diện mạo đẹp hơn, tươi sáng hơn để có thể trở thành một nghệ sĩ chuyên nghiệp. Như vậy thì hành trình các bác sĩ của Bệnh viện Thẩm mỹ JW Hàn Quốc đã mang đến điều kỳ diệu gì cho Hoàng Anh? Xin mời tất cả quý vị cùng xem phóng sự sau. Với một người trẻ, điều đáng quý nhất chính là có đam mê, có mơ ước và không ngừng nỗ lực để chinh phục ước mơ ấy. Hoàng Anh là một chàng trai đáng trân quý như thế. Nếu như ông trời chỉ thiên phú cho Hoàng Anh thanh âm trong trẻo cao vút, thì cậu quyết định tự bản thân mình thay đổi sắc diện vẹn toàn hơn. Có thanh, có sắc, có ước mơ và có nghị lực để chinh phục ước mơ ấy, chúng tôi hy vọng rằng một Hoàng Anh mới sẽ mở ra cho bạn những chân trời hoàn toàn mới. Qua những hình ảnh vừa rồi thì chắc hẳn là quý vị cũng đồng ý với Thanh Ngọc, việc bạn Hoàng Anh đầu tư cho nghệ thuật là hoàn toàn chính đáng và đáng trân trọng. Một Hoàng Anh trẻ trung đầy nhiệt huyết đam mê với nghệ thuật sẽ xuất hiện ngay bây giờ với diện mạo như thế nào đây? Chúng ta hãy cùng gặp gỡ bạn ấy nhé. Xin mời Hoàng Anh. Đầu tiên Châu Anh sẽ gửi tới lời chào trân trọng nhất tới chị MC Thanh Ngọc, bác sĩ Dung và anh Luân cũng như toàn thể quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Cảm ơn em. Hoàng Anh ơi, hôm nay sức khỏe của em như thế nào rồi? Hiện tại thì sức khỏe của em gần như đã ổn định và cái vết mổ cũng đã hồi phục 99% rồi ạ. Ừ, mình ăn uống sao, có bình thường không em? Hiện tại thì ăn uống đã bình thường. Ngọc Luân, em thấy như thế nào về diện mạo thay đổi của bạn Hoàng Anh? Phải nói là hôm nay là thấy Hoàng Anh tươi trẻ hơn nè, sáng sủa hơn nè. Và phải nói là thay đổi rất là nhiều. Và đặc biệt là anh chú ý ở phần cằm của em là đã rất là gọn và định hình thành một cái cằm rất là đẹp rồi. Không giống như là cái cằm ban đầu nó hơi đưa ra, không bác sĩ? Rồi. Và cho nên là anh cảm giác như là đây là một cái cuộc quá thành công đối với em. Và anh xin chúc mừng em một lần nữa. Cảm ơn anh ạ. Bác sĩ thân mến, cái quá trình phẫu thuật cũng như là hậu phẫu của bạn Hoàng Anh có diễn ra đúng như dự kiến ban đầu hay không? Và cái điều gì là khó khăn nhất trong cái quá trình phẫu thuật để chỉnh sửa gương mặt cho bạn Hoàng Anh ạ? Phẫu thuật của bạn Hoàng Anh là phải cắt xương hàm dưới kế vào. Thì cái phẫu thuật quan trọng nhất là làm cho cái khớp cắn mình sau khi mổ phải cái khớp vào. Và sau mổ mình phải ăn uống bình thường. Khi mà bác sĩ vào đánh giá và mổ thì sau khi cắt đưa vào thì cái quy trình mình kế hoạch mình dự trù trước đó thì phẫu thuật rất là thành công. Dạ. Thế còn Hoàng Anh, bây giờ chị rất là muốn nghe cái cảm xúc của em, cái tâm trạng của em như thế nào trong suốt cái quá trình mà em thực hiện cái ca phẫu thuật cũng như là sau đó. Và khi mà em quyết định đi phẫu thuật á, thì em có chia sẻ với gia đình của mình hay không? Và họ đã bên cạnh động viên em như thế nào? Em cũng có chia sẻ trước với gia đình. Thì gia đình cũng hoàn toàn đồng ý và hoàn toàn mong muốn là em thay đổi bản thân của mình để em có thể tự tin hơn đứng trên sân khấu hát những cái ca khúc cho khán giả nghe. Em vào đây một mình và tất cả cái quá trình mà phẫu thuật, trước phẫu thuật cũng như sau phẫu thuật là em cũng tự làm một mình hết. Khi mà em nằm trên bàn mổ thì cảm giác rất là hồi hộp, vì mình đã quyết tâm mình làm và mình có một cái mong muốn là mình sẽ đẹp lên. Thì em sẽ không cảm thấy là lo sợ, nhưng mà em sẽ thấy rất là hồi hộp bởi vì mình chưa từng trải qua phẫu thuật. Và với một cuộc phẫu thuật lớn như vậy và chỉ có một mình cũng hồi hộp một chút. Nhưng mà bằng cái sự động viên của các bác sĩ, y tá cũng như là cái sự tâm huyết của bác Dung, em cũng loại bỏ một phần nào cái sự hồi hộp của mình. Anh thấy cái nhan sắc trước đây của em á, nó cũng đã quá ổn rồi mà.
Nếu như mà theo là anh á thì anh sẽ giữ cái nhan sắc đó và anh dấn thân con đường ca hát luôn. Anh cũng không có đánh đổi một cái cuộc phẫu thuật quá lớn như vậy. Thì em có thấy cái điều anh nói là đúng không? Em cũng xin chia sẻ là bởi vì em là một người khá là cầu toàn. Mọi thứ em muốn thật sự hoàn hảo. Vì mình rất là cầu toàn, rất là cầu tiến. Vậy nên có thể trên khuôn mặt của em trước khi phẫu thuật thì không hẳn thực sự là một cái khuôn mặt hết xấu. Nhưng em vẫn muốn thay đổi bản thân để mình ngày càng đẹp lên. Hơn nữa em thấy là cái phần hàm móm của em lại nó lại tác động trực tiếp đến cái nghề nghiệp của mình bằng cái việc là mình mở khẩu hình ra rất là xấu. Nên em mong muốn là phẫu thuật cái hàm móm để khi mà mình phát âm cũng như là mình cất tiếng hát lên, cái khẩu hình của mình thật là rạng rỡ và thật là đẹp. Chị nghĩ ở đây là cái vấn đề tự tin đó em. Cái vấn đề là em tự tin vào bản thân em khi mà em đã thoát ra được cái lăng tăng về cái ngoại hình của em. Em vượt qua cái tâm lý của mình được là em sẽ thấy mọi thứ nó rất là tốt. Hai MC và ca sĩ bàn luận về cái hình thay đổi ngoại hình nên tại sao phẫu thuật lớn vậy. Thì nó là bạn Hoàng Anh phẫu thuật có hai cái lý do phẫu thuật. Đầu tiên á, mình nhìn kỹ về cái hình trước mổ là cái khớp cắn dưới xa nhau. Nguyên tắc mình ngậm cái miệng lại thì cái hàm trên nó ôm, bạn hàm dưới xa nhau. Như vậy mốn thì khớp cắn mình ăn sẽ không tốt. Mình chưa nói về yếu tố thẩm mỹ. Như vậy cái này là phẫu thuật hàm là đúng. Sau khi phẫu thuật mình kéo cái hàm dưới vào thì cái sự thay đổi của Hoàng Anh rất là rõ. Chúng ta thấy cái cằm sẽ ngắn lại. Thì cái quá trình sự thay đổi của bạn này từ lúc mổ đến bây giờ thì trong thời gian khoảng 6 tháng. Về cấu trúc hàm mặt thì rất là ổn định. Về gương mặt tất cả và đặc biệt là cái chức năng nhai là quan trọng nhất. Thì bạn này hiện tại ăn uống nhai rất là bình thường. Cái điều quan trọng nhất á là bạn đã có một cái tự tin, rất tự tin mà có một diện mạo mới. Và khi làm bất kỳ mà chúng ta không tự tin thì chúng ta rất khó thành công. Thì hiện tại bạn rất tự tin thì cái điều đó làm cho bản thân bác sĩ bất cứ người nào cảm thấy rất là vui khi làm điều đó. Dạ, theo như mọi người nói á thì là tài năng mới là điều quan trọng. Em có thấy là mình đã bỏ thời gian cũng như là tiền của vào một cái cuộc phẫu thuật về ngoại hình như vậy thì nó có phí không? Em cảm thấy là khi mà mình đầu tư vào cái cuộc phẫu thuật em thấy hoàn toàn là chính đáng. Khi được khán giả gọi về cái danh là ca sĩ rồi thì điều đầu tiên để họ công nhận mình là ca sĩ thì mình phải có một cái tài năng, một cái giọng hát thiên bẩm. Nhưng khi đã có một giọng hát trời phú rồi thì tất nhiên những người nghệ sĩ họ sẽ thay đổi bản thân để có một cái diện mạo xuất sắc, thu hút hơn, để đáp ứng được cái nhu cầu của khán giả thị hiếu bây giờ là ca sĩ phải vừa đẹp và vừa hát hay. Em nhận ra được điều đó, em mong muốn là mình ngày càng đẹp hơn. Bên cạnh đó, và giọng hát của mình cũng phải có một cái sự chỉnh chu để hoàn thiện cả thanh cả sắc. Như vậy thì từ khi mà có ngoại hình ưng ý thì cái công việc của em nó có tốt hơn không? Thật ra là em cũng mới giải phẫu được một khoảng thời gian ngắn thôi. Có thể là công việc chưa thay đổi nhiều nhưng em cảm thấy mỗi khi mình soi gương mình cảm thấy tự tin rất là nhiều. Nhiều khi á mình thấy mình đẹp hơn, cái mình thấy mình hát hay hơn nữa đó em. Còn Phan Ngọc Luân thì thấy sao về cái hành trình của bạn Hoàng Anh, về cái việc mà bạn ấy từ xa xôi vào đây lập nghiệp một mình và sau một cái ca phẫu thuật lớn như vậy nó cũng có ảnh hưởng đến tâm lý rất nhiều chứ. Đúng rồi, cái đầu tiên mà Phan Ngọc Luân cảm giác về Hoàng Anh là rất là khâm phục. Hoàng Anh với Phan Ngọc Luân cũng giống nhau là anh cũng từ Cà Mau anh lên thành phố lập nghiệp, nhưng mà chỉ có điều là anh có mẹ và em trai đi cùng, không có ở một mình em. Và thứ hai đó là anh cũng chưa có trải qua một cái cuộc đại phẫu thuật lớn như em, nên anh cũng chưa có hiểu cảm giác nó đau như thế nào và nó sợ nó như thế nào khi mà mình chỉ có một mình trên bàn mổ thôi. Thì em đã vượt qua hết tất cả những cái điều đó thì anh cảm giác như là mình phải là có một cái lời thán phục tới em. Và phải nói là sao, ngoài mình ra thì em thấy có những người nghệ sĩ hy sinh quá nhiều đúng không chị? Và anh phải tự nhủ mình là anh phải cố gắng nhiều hơn nữa để mà có thể cống hiến nhiều hơn nữa, để mà có thể giống như em cống hiến hết mình nha. Hoàng Anh thân mến, em còn có muốn chia sẻ gì với chương trình hay không? Và đặc biệt là những lời chia sẻ với những bạn trẻ giống như là mình, có nghĩa là đầy đam mê nhiệt huyết với những cái khát khao, những cái ước mơ của mình nhưng lại bị cản lối bởi một cái vấn đề gì đó. Em nghĩ rằng với tuổi trẻ của mình thì mỗi người chỉ trải qua một lần thôi. Không có lý gì mà mình không dùng cái tuổi trẻ đấy để mình thử sức một lần đúng không? Và em nghĩ rằng với bất kỳ cái ngành nghề nào cũng vậy, để có được sự thành công, tất nhiên ai cũng phải trải qua một cái giai đoạn hết sức là khó khăn, có những cái rào cản làm đôi khi làm ta nản lòng. Với em cũng vậy, từng ngày em mong muốn là mình sẽ trau dồi và thay đổi bản thân nhiều hơn, trau chuốt cho mình về giọng hát cũng như là về ngoại hình. Sau khi mà phẫu thuật xong thì em cảm thấy cũng khá là tự tin hơn rất là nhiều rồi, tự tin để có thể bước tiếp, để vượt qua những khó khăn, để đến được với chạm đủ với thành công trong nghề nghiệp. Trước mặt chị Thanh Ngọc bây giờ là một Hoàng Anh rất là trẻ, rất là năng động. Cái quan trọng là đầy tự tin.
Và cái chị thấy rõ hơn hết đó, đó chính là cái ngọn lửa đam mê, cái ngọn lửa khát khao để chinh phục được cái ước mơ của em. Và như một lời cảm ơn gửi đến bác sĩ Tô Dung cũng như là những người thực hiện chương trình, thì bây giờ em hãy thể hiện cái niềm đam mê của mình ngay tại sân khấu này có được không? À, cao một bài. Đợi nãy giờ đó. Tất nhiên rồi ạ. Thì em xin hát một đoạn của ca khúc Mong Manh Tình Về, một sáng tác mà em rất là yêu thích của nhạc sĩ Đức Chí. Xin mời các anh chị cùng bác sĩ Dung lắng nghe thưởng thức ạ. Mong manh như hương ai quen dịu dàng thoáng qua, khi em lang thang bên anh đường chiều nắng xa, nghe trong tim anh còn bao lời cảm ơn, lời xin lỗi. Run run đôi vai em đau ngày nào bước đi, tình yêu em trao cho anh cất đi sao đành, nghe bao yêu thương lâu nay giận lòng có quên, giờ lại thiết tha. Mong manh sương du trong đêm một màu mắt nâu, ánh mắt đi vẫn chất chứa cả trời ước mơ, anh mơ ta trong tay nhau mình lại như chưa từng xa cách. Cho anh ôm đôi mi em mướt bao đêm rồi, cho anh ôm bao cô đơn thắt tim em gầy, cho bao yêu thương ân xưa ngại ngùng đã qua, giờ lại có nhau. Nghe rất là cảm xúc và đầy tự tin đúng không Phan Ngọc Lân? Thật sự là em hát rất là hay, âm thanh rất là đẹp và thoát và cực kỳ tự tin. Anh xin chúc mừng em nha. Em đã hát hay lắm đó, đó. Cảm ơn anh. Cảm ơn Hoàng Anh với món quà rất là đáng. Quý vị và các bạn thân mến, để có được niềm đam mê là điều vô cùng đáng quý. Nhưng để thực hiện niềm đam mê đó, chúng ta phải trải qua một hành trình đầy gian nan và thử thách thì chúng ta mới có thể chạm đến ước mơ của mình. Và qua câu chuyện vừa rồi của bạn Hoàng Anh thì chúng tôi hy vọng là quý vị sẽ có cái nhìn thoáng hơn về phẫu thuật thẩm mỹ. Đặc biệt ai đang có một cái rào cản rất là lớn trong hành trình chinh phục ước mơ của mình. Xin được gửi lời cảm ơn đến tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung, ca sĩ Phan Ngọc Luân và đặc biệt là bệnh viện JW Hàn Quốc đã tài trợ cho chương trình Nhan Sắc Mới Khởi Đầu Mới. Quý vị hãy liên hệ với chúng tôi qua facebook.com/nhansacmoikhoidaumoi hoặc cũng có thể gọi điện thoại đến hotline 0968681111. Chương trình Nhan Sắc Mới Khởi Đầu Mới được phát sóng định kỳ vào lúc 13:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV9. Còn bây giờ thì chúng tôi xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye.